Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới đã suy yếu ngay phiên đầu tuần so với mức tăng khá mạnh của phiên thứ 6 cuối tuần trước, do đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng điểm. Diễn biến của giá vàng gần đây liên quan chặt chẽ đến sự thay đổi về tỷ giá của đồng đô la cũng như lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ. Sau khi báo cáo thị trường việc làm tại Mỹ được công bố thì ngay lập tức đồng đô la Mỹ giảm giá. Trưởng bộ phận phân tích tại Avacha, ông Naeem Alam cho rằng phân tích dữ liệu mới nhất về thị trường việc làm quá thấp so với kỳ vọng, cho thấy thị trường việc làm của Mỹ còn lâu mới hồi phục hoàn toàn từ khủng hoảng. Còn đối với ông Gary Warner, chuyên gia phân tích kim loại quý hàng đầu của hãng tin Kitco News chia sẻ, ngay khi mọi người nghĩ rằng nền kinh tế đã tới cuối đường hầm và chuẩn bị tiến tới một sự bình thường mới sau đại dịch, biến chủng Delta đã làm thay đổi đáng kể mọi thứ. Hiện tại, Mỹ có hơn 150.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và các quốc gia khác cũng đang có tỷ lệ lây nhiễm gia tăng đáng kể. Bệnh viện lại đang hoạt động hết công suất. Covid-19 một lần nữa dập tắt sự lạc quan vừa le lói. Chúng tôi đã tin vượt qua được cuộc khủng hoảng này, nhưng hiện tại nhận ra rằng nó sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta dự đoán. Những yếu tố này có tác động cực kỳ tích cực đến tài sản trú ẩn an toàn như là vàng vì nhiều lý do. Trong đó, các dữ liệu cập nhật bi quan hơn nhiều so với kỳ vọng đã khiến cho giới đầu tư buộc phải tính đến vàng trong giỏ trứng của mình. Và tại thị trường trong nước, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến ở quanh mức 56.750.000 đồng lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán 57.450.000 đồng lượng. Tương tự, giá vàng PNG cũng có sự thay đổi khi được giao dịch ở mức 56.800.000 đồng lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 57.700.000 đồng lượng. Mặc dù vậy, biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tiếp tục giữ ở mức cao là 900.000 đồng lượng. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giao dịch giá vàng trang sức ở quanh mức 51.000.000 đồng một lượng và 51.900.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch cũng ở mức cao là 900.000 đồng một lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng trong nước và thế giới, mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, đây là giá vàng thế giới vào rạng sáng nay, thứ ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021. Và đây là chỉ số đồng đô la Mỹ. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.750.000 đồng lượng, bán ra 57.450.000 đồng lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.750.000 đồng lượng, bán ra 57.470.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700.000 đồng lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.500.000 đồng lượng, bán ra 57.500.000 đồng lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.600.000 đồng lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 1.000.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.800.000 đồng một lượng, bán ra 57.700.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56.800.000 đồng một lượng, bán ra 57.700.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 900.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.700.000 đồng một lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 56.750.000 đồng một lượng,
bán ra 57 triệu 405 đồng một lượng. Vàng pin JSJC mua vào 56 triệu 800 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Vàng pin J một lượng mua vào 51 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 53 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank, mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB, mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold, mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold, mua vào 56 triệu 750 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 470 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB, mua vào 56 triệu 900 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 500 đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng, mua vào 56 triệu 750 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 470 nghìn đồng một lượng. Tại Nha Trang, mua vào 56 triệu 750 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 470 nghìn đồng một lượng. Tại Cà Mau, mua vào 56 triệu 750 đồng một lượng, bán ra 57 triệu 470 nghìn đồng một lượng. Tại Bình Phước, mua vào 56 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 470 nghìn đồng một lượng. Tại Huế, mua vào 56 triệu 720 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 480 nghìn đồng lượng. Tại Biên Hòa, mua vào 56 triệu 750 đồng lượng, bán ra 57 triệu 450 đồng lượng. Tại Miền Tây, mua vào 56 triệu 750 đồng lượng, bán ra 57 triệu 450 đồng lượng. Tại Quảng Ngãi, mua vào 56 triệu 750 đồng lượng, bán ra 57 triệu 450 đồng lượng. Tại Quy Nhơn, mua vào 56 triệu 730 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 470 nghìn đồng lượng. Tại Long Xuyên, mua vào 56 triệu 770 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng lượng. Giá vàng mua số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn mua số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 51 triệu đồng một lượng, bán ra 51 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang mua số 9, mua vào 50 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 51 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K, mua vào 49 triệu 789 nghìn đồng một lượng, bán ra 51 triệu 089 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K, mua vào 36 triệu 854 nghìn đồng một lượng, bán ra 38 triệu 854 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K, mua vào 28 triệu 236 nghìn đồng một lượng, bán ra 30 triệu 236 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K, mua vào 19 triệu 669 nghìn đồng một lượng, bán ra 21 triệu 669 nghìn đồng một lượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.